Xin chào các bạn nha, chào các bạn đến với video tiếp theo của mình. Chúc bạn ngày mới thật nhiều vui vẻ nha. Hôm nay thì mình sẽ thả một chiếc diều bẹn cá đấy của thằng em đấy, các bạn cho các bạn xem. Đấy, vải màu xanh này, một cái màu vải mới về nên là các bạn nào muốn mua các bạn liên hệ với mình nhá. Mày lấy cho anh một cốc nước ở kia. Có thằng bảo ta là bán diều vải không chống nước. Lấy anh một cái cốc nước ở kia hả? À, một cái xô nước đi. Đấy, hôm nay thì mình sẽ test cái vải cho các bạn xem. Đấy, con diều bẹn cá màu xanh các bạn nhá. Đấy, diều của thằng em. Đấy, nó buộc lại chỗ này là bằng dây các bạn nhá, không phải là bằng cáp quang đâu. Nói chung là chỗ này là full cáp quang hết. Có một đoạn thanh giữa này, đấy, đoạn thanh giữa này là bằng tre. Tre già đâu rồi. Cái tre này luồng sắp gãy nhỉ. Không sao, nói chung là cũng bền. Đấy. Đây, mình đổ vào đây xem nào. Đây các bạn ơi. Ok chưa? Đấy, test chống nước các bạn nhá. Đổ nước vào không ăn thua gì luôn. Đâu có chống nước không? Có. Wow, ok. Ai bảo không chống nước? Đấy, bây giờ thì mình sẽ test con diều này cho các bạn xem nhá. Đấy. Bây giờ thằng nào đâm đi. Em đâu. Test luôn con diều này các bạn ạ. Tại là hôm nay ở chỗ mình gió khá là đẹp luôn. Đấy. Bây giờ đứng đằng sau quay. Tiến đứng ở chỗ tầm này. Che đi, cầm diều che đi. Đâm lên. Đâm lên các bạn ạ, đâm lên phát đèo đầu để xem con diều này nên như thế nào nhá, từ từ nhá. Mình nghĩ là không nên được đâu. Hơi nắng một tí nhưng mà hôm nay trời rất là đẹp luôn. Con đại trà thì mình để ở kia. Đấy, từ từ á, đấy, tiến cầm, tiến đứng ở đây quay cho chú. Anh nghĩ có nên được không? Chắc chắn nên rồi. Em. Được rồi, ok, nên nào. Đúng là con trai của ta. Yên. Giờ ok các bạn ơi, giờ mình sẽ test lại con diều này các bạn nhé. Cứ để anh kéo ra. Thôi về nơi của ạ. Buộc cung nạnh. Điền nạnh như vậy. Em do em buộc cái này là nghe phải buộc. Nhưng mà căn đúng giữa chưa? Căn đúng rồi. Sợ em buộc nạnh thôi. Lấy cắp quăng. Lúc trước anh làm nạnh nó cũng bay được rồi. Cái thằng em mình nó buộc nạnh chẳng các bạn. Anh em đi em thôi ạ. Nên nó không cần. We'll be right back.
Đây nha. Đây nha. Đi đấy kìa. Anh quay, quay, quay. Bên cạnh đấy. Đau quá. Quay em, em một tay rồi. Gì? Nhớ. Anh nhớ ơi. Cái điều này mấy đẹp đấy các bạn ạ. Đi thay bố ơi. Đi thay bố ơi. Thay ạ. Sao nó không đi? Hết gió. Để ra đây tí em ơi. Đấy các bạn ạ, vừa xong mình bay phần này cam thì một chiếc diều đã rời các bạn nhé. Chiếc diều bẻ cá rồi, đưa anh kéo ra mà. Để đi em kéo cho. Rơi phát xuống ao các bạn ạ. Thả diều rơi phát xuống ao. Tăng à. Đâm đi. Ở chỗ mình bầu trời các bạn thấy đẹp không? Wow. Chỗ mình lúc nào cũng có gió luôn các bạn nhé. Con diều kia mình phơi nắng cho tháo em. Tháo rồi. Đấy. Tháo rồi à? Ờ thế thôi, cho về thôi. Ôi các bạn nhá, hôm nay thì thả chiếc diều kia cũng nói chung là nếu mà tí nữa mình mang về đây mình tạm nữa thì ok các bạn ạ. Để video sau thì mình sẽ độ khung lại các bạn nhá. Độ khung là mình sẽ chắp thêm cái kiểu như cái cáp quang mình sẽ chèn vào cái khung giữa ấy, để cho nó hoàn thiện lại chiếc diều. Đấy, bay cho nó đầm hơn các bạn nhá. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhá. Nếu bạn thấy video mình hay, hãy cho mình xin một like và một đăng ký kênh để ủng hộ video của mình. Và các bạn muốn mua vải diều hay là mua khung diều sáo giá lẻ hay là áo diều, các bạn có thể sáo diều nữa thì các bạn nhắn tin vào Zalo của mình nhá. Thì hẹn gặp lại các bạn ở các clip lần sau nhé. Bye bye. Thì mình cũng xin giới thiệu một cái nick. Ok, đây chính là nick Facebook của mình nhá. Mọi người có thể kết bạn với Facebook của mình nhá. Đó, Nguyễn Đức Quang này. Chụp ảnh với anh Nguyễn Thành Nam nhá. Đó, ok.